Những mẫu xe ô tô đời mới 2020 với thiết kế đẹp, trang bị tiện nghi đầy đủ, đem đến cho thị trường Việt Nam một hứa hẹn là sự lựa chọn đáng cân nhắc cho nhiều khách hàng với tầm giá từ 500 triệu trở xuống. Thương hiệu thứ nhất đó là Mitsubishi Trail đời 2020 với giá dao động từ 375 cho đến 460 triệu đồng Việt Nam ra mắt thị trường trong nước với hai phiên bản nâng cấp MT và CVT. Mẫu xe đã ngay lập tức gây sốt khi là một trong những mẫu sedan hạng B có giá bán rẻ nhất ở trong thị trường trong nước. E-Trail 2020 đó là một phiên bản nâng cấp giữa vòng đời có ngoại hình được thiết kế lại, thể thao và hiện đại hơn, trong khi kích thước xe không có nhiều thay đổi so với trước đây. Xe có chiều dài rộng cao lần lượt đó là 4.305, 1.670, 1.515, dài hơn đời tiền nhiệm 60mm. Là mẫu sedan hạng B nhưng Mitsubishi E-Trail 2020 vẫn sử dụng động cơ 1.2 ngang với các mẫu xe đô thị hạng A. Khối động cơ này sản sinh công suất 78 mã lực tại 6.000 vòng trên 1 phút, mô men xoắn 100 Newton tại 4.000 vòng trên 1 phút, hộp số sàn 5 cấp hoặc là vô cấp CVT. Giá niêm yết của Mitsubishi E-Trail 2020 là 375 triệu đồng cho phiên bản MT và 460 triệu đồng cho phiên bản CVT. Mức giá khởi điểm của E-Trail thậm chí còn thấp hơn một số đối thủ trực tiếp trong cùng phân khúc với nó. Với thương hiệu Hàn Quốc Kia Soluto MT đời 2020 có giá khởi điểm là 399 triệu đồng Việt Nam, được xem là đối thủ trực tiếp của Mitsubishi E-Trail MT 2020. Kia Soluto MT là phiên bản có giá bán thấp nhất trong tất cả các phiên bản, nên Kia Soluto MT chỉ được trang bị các tính năng cơ bản như là ghế bọc simili, phanh sau dạng tang trống, dàn âm thanh 4 loa và không được trang bị màn hình cảm ứng. Phần khác biệt bên ngoài nội thất có thể nhận thấy giữa bản này và hai bản còn lại, đó là tay nắm cửa của bản MT được sơn cùng màu với thân xe. Hệ truyền động với động cơ dung tích là 1.4 cho công suất tối đa là 93 mã lực, mô men xoắn cực đại là 132 Newton. Phiên bản MT có hộp số sàn 5 cấp, trong khi phiên bản AT là hộp số tự động 4 cấp. Tiếp theo đó là thương hiệu của Nhật Suzuki CS 2020. Đó là bản facelift đã được trình làng ở thị trường Ấn Độ vào năm 2018 và đã ra mắt tại Thái Lan vào tháng 3 2020. Và hiện tại một số đại lý bắt đầu nhận đặt cọc xe với phí cọc là 5 triệu đồng Việt Nam. Mẫu sedan hạng B Suzuki CS 2020 facelift được đánh giá là không sắc nét bằng thế hệ cũ. Xe được bổ sung thêm 4 cảm biến ở phía sau bên cạnh camera lùi. CS 2020 trang bị động cơ i20 1.25, sản sinh công suất 91 mã lực và mô men xoắn cực đại 118 Newton khi kết nối cùng hộp số tự động CVT. Ngoài ra thì CS 2020 còn có thêm bản sử dụng hộp số sàn 5 cấp. Vẫn thương hiệu Nhật Bản Nissan Sunny thế hệ mới 2020 cũng đã ra mắt tại Thái Lan với 5 phiên bản gồm SE, ELV và VL. Xe có giá bán từ 382 cho đến 490 triệu đồng Việt Nam. Thế hệ mới Nissan Sunny có diện mạo năng động, trẻ trung và hiện đại hơn so với thế hệ cũ. Phần đầu trước của xe nổi bật với bộ lưới tản nhiệt V-Motion. Đặc trưng của mạ rôm sáng, cụm đèn pha LED sắc nét và đèn sương mù hình chữ nhật nằm ngang ở trên cản trước. Nissan Sunny thế hệ mới được trang bị động cơ turbo 3 xi lanh dung tích 1.0, thay thế cho loại động cơ 1.2 trước đây. Động cơ này sản sinh ra công suất 100 mã lực và mô men xoắn cực đại 152 Newton. Động cơ cũ có công suất là 79 mã lực và mô men xoắn cực đại là 106 Newton. Sức mạnh của xe được truyền tới các bánh trước thông qua hộp số vô cấp CVT. Thương hiệu Hyundai cũng không có gì là lạ lẫm so với người dân ở trong nước. Hyundai Elantra 2021 cũng vừa chính thức ra mắt toàn cầu với những thay đổi lớn, nói về ngoại hình cũng như là về công nghệ. Hyundai Elantra cũ và mới thực sự có nhiều điểm khác biệt mà mỗi người chúng ta, nếu ai muốn sở hữu một chiếc Hyundai Elantra cũng cần bỏ thời gian để mà quan tâm.
Theo Hyundai cho biết thì thiết kế Elantra mới theo phong cách tạm dịch là thể thao gợi cảm. Nguyên nhân là vì hãng xe Hàn muốn đem Elantra quay lại với nguồn gốc sedan thể thao. Và do đó những chi tiết về thiết kế của xe rất là ấn tượng và cá tính hơn nhiều so với đời cũ của nó. Dễ nhận ra đó là phần lưới tản nhiệt mới mẻ trên Hyundai Elantra đời 2021. Xe sở hữu lưới tản nhiệt 3D khổng lồ, tự như trên Sonata. Lưới tản nhiệt mở rộng qua hai bên xe và nối liền cả cung đèn pha. Logo của Hyundai được đặt ở trên nắp capo thay vì nằm ở trong lưới tản nhiệt Hyundai Elantra đời cũ trước đây. Cản trước ở Elantra đời 2021 sâu và rộng tạo ra vẻ bề thế dữ dằn. Phần cản này trông thể thao hơn hẳn so với bản cũ của nó. Còn ở góc chính diện thì kiểu thiết kế mới giúp cho Elantra tạo cho cảm giác đầu xe thấp hơn và hướng về phía trước, giống như những chiếc xe đua. Và thật vậy, hãng xe Hàn cũng công bố rằng Elantra thế hệ mới đã kéo chiều dài cơ sở thêm 25mm và khoảng 50mm chiều dài tổng thể. Nhờ đó, Elantra mới trở nên rộng hơn và thấp hơn, và phần nhô ra phía trước ngắn hơn để giúp thay đổi diện mạo của nó. Thay đổi lớn thứ hai là ở cụm đèn pha kết hợp đèn mí chữ V, thật là đẹp mắt. Nếu như là đời cũ đèn xi nhan được đặt ngang với hệ đèn pha, thì ở đời mới này đèn này được đặt ở góc trên. Cụm đèn hậu LED sắc sảo như là xe đang giúp cho Elantra 2021 càng thêm nổi bật khi nhìn từ phía sau. Trong khi đó, cản sau được thiết kế góc cạnh với hai tông màu tạo điểm nhấn. Có thể thấy rằng phần thân xe Elantra thế hệ mới khác biệt hoàn toàn với Elantra cũ. Phần thân được dập nổi kiểu zigzag tạo cảm giác như là siêu xe. Đi cùng đó là một bộ mâm 5 cánh đặc biệt thể thao. Chiếc xe giờ mang form dáng gần như là một chiếc coupe 4 cửa nhờ vào việc kéo dài trục cơ sở và hạ thấp chiều cao của xe. So với phiên bản tiền nhiệm của nó thì Hyundai Elantra đời 2021 dài hơn 56mm và rộng hơn 25mm nhưng là thấp hơn 20mm. Chiều dài cơ sở tăng thêm 20mm lên mức 2.720mm. Chỗ ngồi trong xe cũng được hạ thấp. Tuy nhiên, khoảng để chân vẫn bảo đảm rộng rãi cho người ngồi ở trước lẫn ngồi ở đằng sau. Ngoài ra, khi nhìn từ phía sau, mui xe dốc cùng cánh lướt gió cố định ở phía sau tôn thêm một sự thể thao cho Elantra. Đồng thời, Hyundai đã thêm các điểm nhấn màu đen vào cửa sổ phía sau để tăng giúp vẻ ngoài của Elantra giống như chiếc coupe thực sự. Có lẽ bước nhảy vọt lớn nhất của Elantra 2021 đó phải nói đến là công nghệ. Thế hệ Elantra mới được trang bị màn hình cảm ứng 8 inch với Apple CarPlay và Android Auto không dây tiêu chuẩn lần đầu tiên cho phân khúc. Các cấu hình cao cấp hơn thì được nâng cấp có màn hình cảm ứng 10,3 inch lớn hơn kết hợp với cụm đồng hồ kỹ thuật số có kích thước cũng 10,3 inch. Hai màn hình nằm chung trên một mặt phẳng tạo tính liên kết. Thiết kế này khiến cho xe hiện đại hơn bất kỳ đối thủ nào trong phân khúc của nó. Elantra cũng sở hữu công nghệ khóa kỹ thuật số từ Sonata. Nó cho phép điều khiển nhiều chức năng xa hơi từ điện thoại của bạn. Hyundai Elantra 2021 có các cấu hình gồm có SE, SEL và Premium. Chúng sử dụng động cơ 2.0, công suất xe vào khoảng là 147 mã lực và mô men xoắn cực đại là 264 Nm. Lần đầu tiên Hyundai cung cấp cho Hyundai một tùy chọn Hybrid, phiên bản này sử dụng động cơ 1.6 kết hợp với motor điện cho công suất tổng là 139 mã lực và mô men xoắn cực đại là 179 Nm. Phiên bản này có khả năng tiết kiệm nhiên liệu vào khoảng 4,7 lít cho 100 km, thực sự là ấn tượng. Đủ sức mạnh cạnh tranh với các đối thủ như là Honda Insight và Toyota Corolla Hybrid. Ngoài ra thì hãng xe Hàn còn hứa hẹn là sẽ đem đến phiên bản Eloid mạnh mẽ với công suất lên đến là 275 mã lực. Riêng tại thị trường trong nước thì Hyundai Elantra được xếp trong danh sách cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ tên tuổi như là Toyota Corolla, Honda Civic và Mazda 3. Năm 2020, quý thứ nhất, Hyundai đã chính thức rao bán và đã bán được 266 chiếc và tổng cộng dồn đạt là 560 chiếc bán ra trên cả nước.